Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Mỗi khi Riot Games đưa ra những điều chỉnh trong phiên bản mới thì y như rằng meta sẽ có sự thay đổi. Đó có thể là sự trỗi dậy của những vị tướng bị tất sùng, hay thậm chí là sự phát triển các chiến thuật được xây dựng xoay quanh một vị tướng nào đó. Ở thời điểm hiện tại, các đội tuyển trên thế giới đều đang thể hiện sự đa dạng trong lối chơi với rất nhiều bài vở. Tuy vậy, chiến thuật bắt lẻ với những chiêu cuối có khả năng kích hoạt và tiếp cận ở tầm xa đang được ưu ái hơn so với các lựa chọn chiến thuật khác. Chiến thuật này phụ thuộc rất nhiều vào những vị tướng sở hữu kỹ năng có thể sử dụng từ khoảng cách rất xa để mở giao tranh hay biến các tình huống bất lợi về mặt quân số thành có lợi cho đồng đội. Nhìn vào số liệu ở giai đoạn cấm chọn thì Galio đang là vị tướng dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đi cùng với đó là độ hiệu quả của vệ thần khổng lồ cũng ngày một tăng cao. Ngoài ra, với đội hình có thể giao tranh bất cứ đâu trên bản đồ thì còn điều gì tuyệt vời hơn là sự hỗ trợ của đồng đội từ một nơi rất xa, giống như Galio đúng không nào? Chính vì lẽ đó mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự phổ biến của con bài Galio cũng như lối chơi đang được sử dụng ngày càng nhiều là thú săn mồi. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Sau khi được làm lại, Galio luôn được biết đến với khả năng tạo ra sự nhiễu loạn trong giao tranh bằng các hiệu ứng khống chế mà mình có thể gây ra. Với việc là một vị tướng tay ngắn, Galio phải đầu tư vào các trang bị bao gồm cả chỉ số sát thương và phòng ngự như máu giáp nhiều một chút nếu muốn tồn tại và có ích trong giao tranh. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng cố so sánh vệ thần với bọn pháp sư đường giữa truyền thống và cảm thấy tự tin về lượng sát thương. Galio sẽ giúp cả đội giành chiến thắng bằng cách của riêng mình. Điểm mạnh của Galio và cũng là thứ quyết định lối chơi của vị tướng này chính là ở khả năng bảo kê chủ lực. Chủ lực ở đây không chỉ có nghĩa là tên xạ thủ duy nhất ở đường dưới, mà nếu có một Camille đường trên thì ngại gì mà các bạn không sử dụng chiêu cuối hỗ trợ cho cô nàng này giành được lợi thế trong kèo đấu đẩy lẻ so với đối phương. Như vậy, miễn là carry còn sống, nghĩa là đội bạn còn gây sát thương. Và thực ra, lượng sát thương của những con bài đấu sĩ này còn nhiều hơn cả xạ thủ nếu được chơi thoải mái ấy chứ. Do đó, nếu muốn giành chiến thắng với Galio, hãy trở thành một vệ thần đúng nghĩa, dàn mặt kẻ địch với siêu hùng dáng thế hất tung diện rộng, hút sạch sát thương với lá chắn Duren, đồng thời khiêu khích đa mục tiêu và giữ lại cú đấm công lý để knock out bất kỳ kẻ nào vẫn còn ý định mon me lại gần chủ lực của bạn. Là lối chơi điển hình trong mọi giao tranh của một Galio. Ok, về cách xây dựng bảng ngọc bổ trợ, Galio từ trước tới nay luôn gắn liền với ngọc siêu cấp dư chấn, bởi nó phù hợp với bộ kỹ năng giàu khống chế của vị tướng này. Không dừng lại ở đó, Galio đường giữa thường phải có ít nhất một trang bị tấn công, nên dư chấn chính là thứ bổ sung độ cứng cáp cho vị tướng này vào đầu trận. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi khi những cao thủ của Thách Đấu Hàn đang dần chuyển sang sử dụng ngọc thú săn mồi ở nhánh chính áp đảo nhằm gia tăng tốc độ di chuyển và sát thương dành cho vị tướng này. Nói thêm một chút thì điều đầu tiên khiến cho thú săn mồi được ưa chuộng nằm ở việc viên ngọc này được buff cực kỳ nhiều trong một vài phiên bản trước. Ở bản 10.12, thú săn mồi đã không còn thời gian vận 1,5 giây nữa, cứ kích hoạt là bạn sẽ được tăng dần tốc độ di chuyển lên tối đa là 45%. Đương nhiên, với điều kiện là bạn di chuyển về hướng đối thủ thì mới nhận được chỉ số cộng thêm này. Chưa dừng lại ở đó, tại phiên bản 10.14, Riot Games còn quyết định tăng sức mạnh toàn diện cho thú săn mồi khi sát thương cơ bản được tăng lên, hồi chiêu thì lại được giảm đi. Chính vì vậy, điểm ngọc này đã nhận được sự ưu ái rất nhiều từ đội ngũ cân bằng game và từng bước trở thành công cụ hữu hiệu để săn đuổi kẻ địch, gia tăng khả năng tiếp cận mục tiêu. Quay trở lại với Galio, vị tướng vốn đã rất khó có thể tự mình tiêu diệt đối thủ bởi bản chất bộ kỹ năng không có quá nhiều sát thương vào đầu trận. Vì thế, muốn hạ gục kẻ địch, bạn cần sự trợ giúp của những người đồng đội. Tuy nhiên, cũng rất khó để set up một pha canh hoàn hảo nếu chỉ đơn thuần vận W là chắn Duren lên và đi bộ tới đối thủ. Đó còn chưa kể tới việc Galio từng bị nerf không thể tốc biến trong lúc vận chiêu W rồi. Do đó, để khắc phục điểm yếu này, nhiều game thủ xứ Hàn đã sử dụng gọc thú săn mồi dành cho Galio. Bởi lẽ, nếu cứ đi bộ thông thường không thể tiếp cận được mục tiêu thì chúng ta cần phải chạy nhanh hơn. Và thứ gia tăng tốc độ di chuyển tốt nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất đương nhiên là thú săn mồi rồi. Từ đó, Galio thú săn mồi ra đời và nhanh chóng chứng minh được độ hiệu quả của mình. Thậm chí, không chỉ hữu dụng trong việc set up các tình huống ganh, thú săn mồi sẽ giúp Galio đảo đường tốt hơn rất nhiều ở giai đoạn giữa trận. Nên nhớ rằng, chiêu cuối siêu hùng dáng thế của vị tướng này có hồi chiêu cực kỳ lâu. 200, 180, 160 giây ở cấp độ 6, 11, 16. Điều này dẫn tới việc bạn thường xuyên phải tham gia giao tranh trong tình trạng ulti chưa hồi, nhất là khi các trận đấu ở Ranger đánh nhau liên tục hay ở các giải đấu có tốc độ cao như LPL hay VCS. Do đó, thú săn mồi sẽ giúp cho Galio tiếp cận được giao tranh hiệu quả hơn trong những trường hợp như vậy. Tiếp theo, chuyển sang dòng thứ 2 thì vị máu
sẽ là công cụ giúp cho Galio hồi phục mỗi khi gây sát thương lên người đối phương, từ đó gia tăng khả năng trụ đường. Kế đến, Poro cảnh giới sẽ cung cấp một chút tầm nhìn sau khi mắt biến mất, đồng thời bổ sung thêm sát thương dành cho vị tướng của chúng ta. Ô ngọc còn lại bên nhánh chính, theo mình các bạn nên lựa chọn thợ săn tài tình để giảm hồi chiêu của trang bị kích hoạt đi dày. Từ đó các bạn có thể sử dụng thú săn mồi thường xuyên hơn, hay đơn giản là đai lưng Hextech để lướt về phía trước tiếp cận đối phương, và đặc biệt là khả năng hóa vàng của đồng hồ Cajonia trong những giao tranh quan trọng. Chuyển sang những phụ pháp thuật về áo choàng mây. Galio sẽ trở nên cực kỳ cơ động mỗi khi dùng một phép bổ trợ bất kỳ. Ở đây mình có thể tưởng tượng được rằng mỗi lần Galio thực hiện dịch chuyển để hỗ trợ các đường cánh thì bỗng chốc hắn ta sẽ chạy cực kỳ nhanh, lao vào khiêu khích các con mồi còn đang ngơ ngác bên phía đối phương. Cuối cùng, thăng tiến sức mạnh sẽ là thứ đem lại 10% giảm thời gian hồi chiêu ở cấp độ 10. Như vậy, về bảng ngọc bổ trợ của Galio, thú săn mồi sẽ khắc phục những điểm yếu của vệ thần khổng lồ đường giữa hiện tại như khó sát áp gành, thời gian hồi chiêu cuối lâu. Nó giúp cho Galio có thể tác động tích cực một cách liên tục lên trận đấu, điều vô cùng quan trọng trong những chế độ xếp hạng đơn. Đặc biệt, với lượng tốc độ di chuyển được gia tăng thì Galio sẽ rất mạnh trong việc đào đường để hỗ trợ đồng đội. Bên cạnh đó, với chỉ số sát thương được cộng thêm thì Galio cũng không quá e ngại việc trao đổi chiêu thức với đối phương. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cách lên trang bị dành cho Galio. Khởi đầu bằng nhẫn Doran và bình máu, giúp cho bạn có đủ năng lượng và khả năng hồi phục ở khoảng thời gian đầu trận. Trong khi đó, như thường lệ, trang bị lớn đầu tiên sẽ là đai lưng Hextech, nhằm tăng các chỉ số cơ bản như máu, sát thương và giảm hồi chiêu. Quan trọng nhất chính là khả năng lướt lên trước gây sát thương, cũng như tiếp cận để thực hiện khiêu khích, hay thậm chí là đào thoát trong tình huống bị đối phương truy đuổi quá gắt gao. Tiếp theo, đồng hồ Cajonia sẽ giúp cho Galio sống sót lâu hơn trong giao tranh, và quỷ thư Morello sẽ khiến những con mồi có khả năng hồi phục mạnh mẽ cảm thấy đau hơn. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên mua giày thủy ngân để giảm bớt thời gian tồn tại của các hiệu ứng bất lợi nhà. Tóm lại, với cách lên đồ này, Galio sẽ có rất nhiều sát thương, đồng thời chỉ số phòng ngự cũng không hề tệ với máu và giáp được cộng thêm. Ngoài ra, phong cách này cũng tương tự với lối chơi Galio đường giữa truyền thống. Đại lưng Hextech và đồng hồ Cajonia là hai món đồ không thể thiếu. Trong khi đó, quỷ thư Morello sẽ giúp cho bạn khắc chế những tướng hồi máu mạnh. Phần cuối của video ngày hôm nay sẽ là cách chơi Galio sao cho hiệu quả. Như mình đã nói, Galio là vị tướng đi roam dễ dàng nhất với chiêu cuối siêu hùng dáng thế. Mặc dù đã bị chỉnh sửa khá nhiều về mặt sức mạnh, thế nhưng Galio hiện tại vẫn là một vị tướng mạnh ở vị trí đường giữa, nhất là khi điểm ngọc thú săn mồi sẽ tăng khả năng tiếp cận dành cho vị tướng này. Khi đi đường giai đoạn đầu trận, Galio có thể dọn lính từ chậm tới nhanh tùy vào kẻ địch chấn áp mình thế nào. Tuy nhiên, khi đã có combo đôi cánh chiến trận kết hợp cùng đại lực Hextech thì một đàn lính có thể bốc hơi trong nháy mắt. Vào lúc này, Galio có thể thoải mái vào farm bãi chim quỷ biến dị, ăn cua kỳ cục, cắm mắt quanh đường giữa. Nhưng chỉ cần giao tranh nổ ra, một cú chiêu cuối siêu hùng dáng thế sẽ bay thẳng tới đồng đội, những kẻ địch trong tầm ảnh hưởng thường khó có thể an toàn rút lui. Chính vì vậy, nếu có kỹ năng tốt khi đi đường, các bạn có thể dùng vệ thần khổng lồ như một công cụ hữu hiệu mở giao tranh tại hang rồng, đường dưới hay bất cứ nơi nào cần sự giúp đỡ. Kế đến, để tăng tầm ảnh hưởng của Galio thì tốc biến sẽ là phép bổ trợ bắt buộc trong mọi ván đấu dành cho Galio. Không chỉ dùng để chạy trốn khi bị ganh, một pha tốc biến để tiếp cận mục tiêu chủ lực bên phía đối phương luôn đem lại tính đột biến cực lớn, đôi khi là đảo chiều cả một giao tranh. Trong khi đó, dịch chuyển sẽ giúp bổ sung thêm một công cụ tham gia giao tranh từ xa cùng với siêu hùng dáng thế. Ngoài ra, dịch chuyển không chỉ là biện pháp dự phòng khi chiêu cuối đang trong thời gian hồi, mà còn là cứu cánh cho vệ thần khổng lồ khi bị cầu máu quá nhiều ở đường và bị ép biến về sớm. Trong trường hợp muốn tạo ra đột biến ở đường giữa, bạn có thể gọi thêm người đi rừng và mở đầu một cuộc ganh với khả năng hất tung và khiêu khích, là cách điển hình mà vệ thần khổng lồ đem về lợi thế về mạng hạ gục cũng như mục tiêu lớn cho đội của mình. Mà đôi khi chưa cần xuất hiện, hắn chỉ cần ẩn thân vào làn sương mù đen tối là tướng đường giữa bên kia đã ping rối rít vào các đường lui về rồi ấy chứ. Ở một chiều hướng khác, Galio không cần ở đường mà cứ nôn nóng phải ganh để gánh tim. Tầm sử dụng sa thích tắp của siêu hùng dáng thế khiến hắn có thể can thiệp vào hầu hết các cuộc ganh ở hai đường cánh hoặc giao tranh trong rừng. Bất kỳ kẻ nào tỏ ra lơ đãng với sự hiện diện của hắn trong trận đều sẽ phải trả giá rất đắt với lượng khống chế khổng lồ mà vệ thần khổng lồ mang lại ở pha phản canh sau đó. Về cuối trận, với lợi thế có kỹ năng di chuyển nửa bán cầu là siêu hùng dáng thế, Galio sẽ có nhiều cơ hội tách ra đầy lẻ thay vì chỉ có một dịch chuyển như các tướng đường giữa khác, hoặc có thể hỗ trợ người chưa đầy lẻ của đội. Tuy nhiên, việc để ý bản đồ nhỏ, việc bắt nhịp được với các bước di chuyển của đồng đội vẫn là quan trọng nhất. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về lối chơi Galio đường giữa, lựa chọn điểm ngọc thú săn mồi của Cà phê Liên Minh. Mình hy vọng với các thông tin kể trên,
sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về những lô chơi thú vị đang được nhiều cao thủ đến từ xứ sở kim chi tin tưởng sử dụng. Những ưu điểm của việc áp dụng lối chơi này thì đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, thành Rome không thể xây trong một ngày. Dù Galio có dễ chơi đến đâu hay kỹ năng của bạn có tốt như Faker, Doinbi đi chăng nữa, việc chơi một vị tướng có tầm ảnh hưởng lớn ở đường giữa thực sự yêu cầu bạn phải bỏ thời gian ra để luyện tập. Lối chơi đơn giản nhưng không phải không có các combo chiêu thức ngầu lòi. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu có suy nghĩ gì thì các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.